Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua mình xây cái pho tượng người sắt thì có vẻ là nó không đúng hướng cho lắm nhờ. Từ nhà mình nhìn qua thì mình chỉ thấy được cái phần phía bên phải của người sắt thôi. Fail rồi, phải xây mà nó nghiêng qua đây là hợp lý rồi ha. Ngoài ra thì mình đã phát hiện ra cái sơ suất là cái phần hông của người sắt. Có rất là nhiều bạn nhắc mình nên mình đã phát hiện ra cái sơ suất đó và sửa lại cho phần hông nó ok hơn. Đồng thời thì mình cũng dồn hết toàn bộ số vàng mà mình có được để làm một cái kiểu như là vương miện cho golem. Nhìn cho pho tượng golem có vẻ là rich kid hơn. Đấy, giờ nhìn pho tượng của mình cũng ra gì rồi đấy. Còn về công việc của mình trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu ở cái chỗ căn cứ của bọn cướp dân làng. Vì mình muốn săn cái tên mà nó có cái cờ hiệu ở trên đầu để mình lấy cái hiệu ứng điềm xấu. Vì khi có hiệu ứng điềm xấu đó thì mình sẽ có thể kích hoạt được một cái cuộc xâm lược. Nghe là có vẻ hơi bị căng thẳng đó nha. Rồi và trước mặt mình không có cái tên nào có cái cờ trên đầu hết. Ủa su vậy. Mỗi khi thì có vài tên đi cướp ở cái chỗ mình á cũng có cái lá cờ mà lúc đó thì mình chưa có cần hắn. Bây giờ cần thì không thấy đâu hết. Ok, tạm thời thì mình xử nốt mấy tên này đi. Biết đâu sau khi mình xử xong mấy tên này thì lại xuất hiện cái tên cầm cờ thì sao? Biết đâu bất ngờ. À kìa, vừa mới nói. Uầy, cái thanh niên này hơi bị thính nha, vừa nói là xuất hiện. Được lắm anh bạn. Rồi, mình đã mở được cái thành tựu tình nguyện bị lưu đày luôn rồi cơ. No, tôi không có bị lưu đày đâu. Mấy cái tên này là mới bị xứng đáng là bị lưu đày nè. Rồi, thứ mình có đã có được rồi. Bây giờ thì về cái chỗ có dân làng thôi. Mà cụ thể hơn, đó chính là khu vực bức tượng người sắt. Tại vì ở dưới đó dân làng đã được mình bảo vệ rất là kiên cố rồi, nên không sao hết. Công việc của mình chỉ là cố gắng chiến đấu để vượt qua cái cuộc xâm lược thôi. Mà hơi căng nha. Tại vì lần này là mình kiểu giáp chỉ là giáp kim cương thôi, vũ khí thì cũng không quá mạnh, nên là hy vọng chúng ta có thể vượt qua cuộc xâm lược này dễ dàng. Với cả là bây giờ mình có thêm người bạn đồng hành, đó là anh người sắt mà ta. Nên chắc không sao đâu. Rồi, mình đã kích hoạt cuộc xâm lược rồi. Đồng thời mình sẽ thả anh người sắt ra. Tới công chuyện thôi anh người sắt ơi. Chúng ta cùng nhau hợp tác chiến đấu. Hiệp 1 của cuộc xâm lược chính thức bắt đầu. Ồ, bọn chúng xuất hiện từ bên kia xong. Áp sát liền. Sử cái tên mà cầm rìu trước. Cái tên này là nguy hiểm. Mấy tên còn lại thì cũng lần lượt bị mình xử thôi. Bọn chúng hơi đông nha. Ouch. Này, rồi xong. Vượt qua hiệp 1 rồi. Bây giờ thì bắt đầu hiệp 2. Để xem hiệp 2 thì bọn chúng sẽ xuất hiện từ hướng này luôn. Ồ, có dịp để anh người sắt thể hiện rồi. Rồi các ngươi ngon nhào vô đây. Ngon thì nhào vô. Thích thì bá vô đây mà núp. Ừ, tới công chuyện rồi. Lại đây. Tới công chuyện anh người sắt. Đúng rồi, súng hắn, đúng rồi. Tên nào láo tét vô đây. Anh người sắt đánh hụt không vậy? Ouch. Ui, anh người sắt toàn đánh hụt thôi. Tấn công đi. Ui, sao anh người sắt hiện vậy? Ừ, đúng rồi đấy. Hợp lý. Này thì dám quýnh anh bạn của mình hả? Nhưng mà để đảm bảo tính mạng của người sắt hơn thì mình sẽ lấy thêm sắt mang lên có gì chữa thương cho người sắt luôn. Cái gì chứ sắt thì mình không thiếu. Rồi, cuộc xâm lược thứ ba hình như là xuất hiện từ hướng này. Phải không vậy? Ừ, chính xác luôn. Chữa thương cho người sắt cái. Rồi, hiệp 3 đã bắt đầu có những cái con Ravenger rồi. Cái con đó chuyên gia phá hủy đấy. Ê, không được. Mình phải xử con đó trước. Trước khi mà nó phá hủy cái tượng người sắt của mình. Ouch, cái con cầm người ray. Ê, nó chặt mình 2 cái, 3 cái thôi mà gần đi thôi. Yêu. Ui, căng thẳng nha. Ouch. Mình phải dụ nó lại cái chỗ anh người sắt thôi. Cứu mạng anh người sắt. Cứu. Anh người sắt. Cứu. Đúng rồi. Ouch. Ai. Không ai cứu mình. Cậy thiệt chứ. Ăn miếng coi. Ok. Mình sẽ chạy qua đây thì anh người sắt mới cứu mình được. Rồi, quýnh tiếp tôi đi anh người sắt. Trời đất ơi, cái anh người sắt này.
ảnh đúng chậm chạp luôn á. Ừ đúng rồi, xúc nó. Ừ đúng rồi, mày sẽ thu hút nó. Đúng rồi anh người sát, hợp lý luôn, phối hợp như vậy là rất là ăn ý rồi. Coi cái tên nào cướp dân làng đâu, đâu ta, còn tên cuối cùng đâu là... đây. Tên cuối cùng rồi, vượt qua hiệp 3 rồi, tranh thủ lúc này ngủ giấc đi. Hiệp 4 sẽ bắt đầu ở hướng bên này. Ui đúng rồi nè, mình đoán đúng rồi. Rồi tiếp tục, tiếp tục nha, hợp tác giống như hồi nãy nha anh người sắt. Có điều anh người sắt của mình thì hơi chậm thôi, kiểu đứng yên một chỗ mà chắc tại mình buộc ảnh lâu quá, cái ảnh di chuyển rất là chậm luôn. Đúng rồi. Mình ở đây có người bảo kê nên là mình rất là tự tin. Tên nào ở đây là mình xử liền. Ê, nhưng mà bắn từ xa lẩu nha bộ. Chơi mình chơi bắn từ xa à bộ. Ui, nhiệm vụ của mình bây giờ là xử mấy tên phù thủy trước, kẻo bà phù thủy sẽ hồi phục cho mấy cái thanh niên kia. Này thì chơi búp máu, không đánh nhau mà đi búp máu. Này thì búp máu nè. Xử cái mụ ta trước. Này thì phù thủy. Rồi, có vẻ cái hiệp thứ tư này cũng khá là dễ vượt qua thôi. Bắt đầu hiệp thứ năm. Để xem hiệp thứ năm thì bọn chúng sẽ xuất hiện ở hướng nào. À hướng bên đây. Đúng không? Không luôn. À kìa, bọn chúng xuất hiện ở trên núi lận. Mắc kẹt ở trên núi kìa. Vừa cái bụng mình vừa mình bắn sẽ bắn lên núi. Này thì xuất hiện trên núi hả? Vừa lắm. Nhưng mà mình phải qua bên đó để mình dụ bọn chúng đi xuống mới được. Trời ơi, nguyên một đàn mà đi mắc kẹt vô cái ngọn núi chứ. À, lần này có cái tên mình cần rồi. Đây. Cái tên mình cần để xuất hiện, đó là cái tên pháp sư. Khi mà mình hạ gục được cái tên pháp sư này thì mình sẽ có thể nhận được một cái vật tổ trường sinh. Thứ mình rất là cần luôn. Nằm xuống đi. À, hắn chịu hồi đệ tử ra. Này, chịu hồi đệ tử nè. Rồi, có chưa. Ý, mình đã có vật tổ trường sinh rồi. Ui. Nhưng mà đàn em của nó thì còn sống. Mấy con vét này nè, nguy hiểm lắm. Ui, không ổn tí nào. Mời thích thì bá vô đây. Đúng rồi, thích thì bá vô đây. À, mình sẽ xử cái tên mà cầm nỏ trước. Ouch. Đúng rồi, xử hắn đi anh Golem. Đúng rồi, mình đứng ở đây cho anh Golem bảo kê mình. Mình chỉ cần đứng đây búp máu cho anh Golem thôi. Một mình anh Golem cân hết. Đúng rồi. Hay lắm anh ơi. Còn vài tên nữa thôi, mấy tên này thì mình lo được. Đây. Vô BK. Vô. Còn mấy tên này nữa, bước vô đây. Bốn tên kia là bốn tên cuối cùng. 1 2. Ui sao đẻ ra thêm một tên thôi. 3 4 5. Xong. Ơ, vẫn còn một tên à. À trời ơi. Hắn mắc kẹt ở trên núi à. Đi cướp bóc mà gì đó. Đi xâm lược người ta mà gì đó. Lạc đường nữa. Này thì lạc đường nè. Rồi, về nhà và chuẩn bị cho hiệp thứ 6 thôi. Có vẻ hiệp thứ 6 là hiệp cuối thì phải. Hy vọng là vậy. Hiệp thứ 6 bắt đầu. Và bọn chúng sẽ đi từ hướng nào đây? À, hướng bên kia. Ok, lần này thì mình có thể nhờ anh Golem giúp đỡ được rồi. Ủa mà không thấy tên... Tên mình cần ta, cái tên pháp sư đâu ta? Kỳ ta. Kỳ vậy. Các ngươi có ngon thì lại đây. Bước qua sát anh Golem đi. Đúng rồi, xử đi anh Golem. Đúng rồi, xử bọn chúng. Đúng rồi, hay lắm anh ơi. Tên cuối cùng kìa, xử nó đi. Ok, kìa, cái tên mình cần kia rồi. Đây rồi. Đúng rồi, xử mấy thanh niên này. Đúng rồi, hay lắm, xử luôn tên này. Xử luôn tên pháp sư nè. Ủa, anh pháp sư, anh Golem không đánh tên pháp sư nè à. Chạy đi đâu con sâu. Ôi dạ. Đàn em của cái cô, tên pháp sư đó vẫn còn. Mấy con vét này nguy hiểm quá. Rồi, hiệp thứ 6 chưa phải hiệp cuối, bây giờ vẫn còn hiệp thứ 7. Chắc hiệp thứ 7 mới là hiệp cuối này. Hiệp thứ 7 bắt đầu rồi. Bọn chúng lại xuất hiện từ bên sông. Trên đoạn đường mà bọn chúng đi qua sông thì mình sẽ tranh thủ. Mình cấu rỉa máu trước. Nhưng mà sát thương của cây nỏ thì nó tương đối là thấp thôi. Nó không quá mạnh. Nên mình vẫn dùng biện pháp là dụ là anh Golem. Nhờ anh Golem giúp đỡ thôi chứ biết sao giờ. Đúng rồi, tới công chuyện thôi anh Golem ơi. Ouch. Anh Golem của mình. Ê. Ôi, mình phải lo cho tính mạng mình trước cái đã. Ngàn cân treo sợi tóc thôi. Ôi, bọn chúng đuổi cùng giết tận mình rồi.
Ây da, này thì đuổi cùng giết tận. Gắn vật tổ trường sinh vô. Ui 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 ui, căng vậy. Hiệu thứ 7 này căng quá. Bọn chúng rất là đông luôn. Ý, anh Golem của mình cũng gần đi rồi. Hồi phục lên ơi. Ok, mình đã cứu anh Golem một mạng. Giờ thì xử cái tên này. Láo tét. Chạy đi đâu? Ow. Đúng rồi, xử hắn. Hay lắm. Anh Golem đã xử được cái tên nguy hiểm rồi. Giờ thì một mình ảnh đang căng ba ở trong kia kìa. Mình thì đang chạy trốn trước cái con Ravenger này. Đừng có dí nữa. Ôi đâu rồi, cái vật tổ truyền sinh mình mới bắn hạ trên này đâu rồi. Quay lại nhặt luôn. Đây 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 đây, vật tổ truyền sinh đây. Rồi, mình phải di chuyển liên tục thì may ra anh Golem mới có cơ hội để nghỉ tay được. Rồi mình sẽ quay trở về và chữa thương cho ảnh. Đấy, đầy máu tiếp. Hợp lý luôn. Phối hợp rất là nhịp nhàng. Quá hay. Ouch. Ui, 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 một máu cuối cùng. Oh gosh. No. No. Ouch. Cay thật. Cái con vét đáng chết. Nè mấy con này nè. Ui, nó cướp đi một cái vật tổ trường sinh của mình rồi. Cay thiệt. Rồi, cố lên, chúng ta sẽ vượt qua cái màn này nhanh thôi. Anh Golem, cứu tôi một pha này đi. Anh Golem chậm chạp ghê luôn. Gì đâu đứng yên không à. Em ơi, tôi bóp máu cho anh. Chơi đi anh. Chơi tới bờ tới bến luôn. Chơi đi, đúng rồi. Đúng rồi. Còn tên nào nữa? À, còn mấy tên này. Láo. Láo. Láo tét. Còn tên nào nữa không? À kìa kìa, còn nốt mấy tên bên kia thôi. Mình nghĩ đó là những tên cuối cùng của cuộc xâm lược này. Đầu tiên là tên phù thủy. Này thì chơi búp máu. Này thì chơi búp máu nè. Tiếp theo là tên pháp sư. Này thì triệu hồi đàn em nè. Tiếp theo là tên cầm cung. Ngồi rỉa rỉa nè. Và cuối cùng là mấy tên cầm rìu. Hơi bị khó chịu luôn. Ui ui ui. Nhưng mà con bé khó chịu hơn. Ý. Ouch. Nữa rồi. Mấy con bé chết tiệt. Nó cực kỳ khó chịu luôn. Ừ, nhưng mà các ngươi chạy không lại ta đâu. Rồi, ok. Giờ thì mình xử nốt cái tên cầm rìu kia thôi. Hắn đang rất là bị kiểu sang chấn tâm lý vì không hiểu tại sao đội quân của hắn lại gục ngã nhanh tới như vậy. Một mình và anh Golem phối hợp là hơi bị mạnh rồi. Và xử nốt cái tên này thôi. Trả giá đi, tên khốn kiếp. Và chiến thắng rồi. Mình đã hoàn thành một cái cuộc xâm lược và bảo vệ được những bác dân làng ở bên trong cái máy farm người sát của mình. Quá là đã luôn. Trận chiến này mặc dù anh người sát có công giúp đỡ mình đấy, nhưng mà ảnh hơi chậm nha. Mình không đánh giá cao tốc độ của ảnh. Suýt nữa là ha, không cứu mình kịp rồi. Ok. Và tổng kết sau cái cuộc xâm lược này thì mình có được 4 cái vật tổ trường sinh. Một con số cũng không quá nhiều nhưng mà ok, cũng được. Rồi, bây giờ thì mình sẽ về nhà để dưỡng thương với cả là nâng cấp cái áo giáp lại mới được. Trời ơi, cái coi cái số yên cưỡi trong cái rương của mình kìa. Quá trời quá đất luôn rồi. Bây giờ thì những cái vật tổ trường sinh này mình sẽ dùng trong mục đích, đó chính là đi cà khịa cái thanh niên Warden. Mình đã có hàng nóng rồi. Có vật tổ trường sinh là cũng như có thêm một mạng. Giờ là hơi bị tự tin khi mà đi cà khịa nha. Nhưng mà cái giáp của mình thì không. Cái giáp mình thì còn khá là yếu luôn. Nên chắc bây giờ mình sẽ qua bên đó mình làm thêm một bộ giáp, kiếm thêm bảo vệ các thứ ghép vào. Hy vọng là sẽ cải thiện được cái khả năng phòng ngự. Rồi. Làm thêm là cái nón là chưa có bảo vệ nè. Cái quần cũng chưa luôn. Nón. Một cái quần. Rồi, cùng hóa thôi. Bảo vệ, bảo vệ. Ôi, chạm hỏng. Ô, bảo vệ 3 nè. Có nên tham lam không ta? Lấy thêm bảo vệ 4. Thôi. Lấy tạm bảo vệ 3 đi, đừng có tham. Tham thì tham đấy. Rồi, bảo vệ 3. Thử xem. Ui, không có bảo vệ rồi.
hơi đen. Lại, mình còn kinh nghiệm mà. Hô hấp, hô hấp cũng tốt. Hô hấp và bảo vệ 4. Hợp lý. Mình sẽ ghép vào cái nón kim cương của mình liền. Để mình có được một cái nón kim cương vừa hô hấp nè, vừa bảo vệ mà vừa đào nhanh dưới nước luôn. Rất là xịn. Rồi, xong cái phần nón rồi. Giờ thì tới cái quần đi. Cái quần thì mình sẽ cho nó có bảo vệ 3. Ok. Và còn lại thì mình sẽ sửa áo lại. Cũng như là sửa ủng luôn. Để cho nó tăng độ bền lên một tí. Xong. Giờ thì bộ giáp của mình là có full bảo vệ rồi. Nên khá là trầu đấy nha. Ngoài ra thì trong cái chuyến khám phá Bayson lần trước thì mình có nhặt được một cái cúp sửa chữa. Mình có nên kiếm thêm một cái cúp mềm mại nữa để mình test thử không ta? Để mình kiểu... hiệu suất nè. Phải có mềm mại thì hay nhờ. Mình đang thiếu một cái cúp mềm mại. Thôi, tạm thời thì mình sẽ để hai cái cúp này ở đây. Để ít hôm nữa mình có gặp cái dòng mềm mại thì mình sẽ cường hóa sau cũng được. Và để phục vụ tốt hơn vào các công cuộc đi cà khịa cái thanh niên Warden thì mình sẽ tiến hành kiểu như cày thật là nhiều Lenko. Hôm nay thì mình thấy cái nhu cầu dùng len của mình cũng khá là cao đấy. Mà đi mỗi lần cần mắc đi cắt thì cũng khá là bất tiện. Thế nên là bây giờ mình sẽ làm luôn một cái máy kiểu như là farm Lenko tự động. Để mình có cái nguồn len nó ổn định hơn. Mỗi lần cần thì qua đây lấy thôi, không cần phải đi cắt lên cù chi cho mệt nữa. Và địa bàn mình xây dựng thì chắc mình sẽ xây ngay khu vực này, kiểu cho nó gần cái chỗ bức tượng nè. Đó, để cho nó đồng bộ hơn, chứ xây xa quá thì mất công lắm. Khu vực này nó cũng khá là trống nữa. Nhưng mà có điều nó không có được bằng phẳng cho lắm nhờ. Chắc mình sẽ sang bằng nó một tí đi. Dọn hết cái phần này ra để cho nó bằng hơn, rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm cái máy farm cù ngay tại đây. Okay. Sau khi đã có được một cái mặt phẳng thì bây giờ mình sẽ tiến tới công đoạn, đó chính là nguyên vật liệu để làm máy farm. Cái máy farm này thì nguyên vật liệu nó cũng không quá cầu kỳ đâu. Đơn giản chỉ là những cái máy phân phát, những cái phễu, rồi vài cái khối theo dõi và một ít đường ray để làm cái hệ thống nhận đồ thôi. Là chúng ta đã có thể xây được cái chỗ farm len cù tự động này rồi. Bắt đầu thì mình sẽ đào xuống phía dưới một tí. Để mình coi mình sẽ làm ở đâu là hợp lý ta. Ngay trung tâm đi. Tầm ngay đây. Mình sẽ đào xuống cỡ 3 ô. Đó, và chiều ngang của nó là cỡ 7 ô đi. Là mình sẽ làm tạm ở cái phiên bản nhỏ trước. 4 rồi nè, 5, 6, 7. Rồi, sau khi xuống dưới này thì mình sẽ bắt đầu đào ra một tí. Đây là cái chỗ để mình có thể kiểu như là hút đồ nè. Mình sẽ dùng một cái đường ray tăng tốc ở khúc đầu, khúc cuối. Rồi ở giữa là những cái đường ray thường thôi, giống như vậy. Giờ thì chỉ cần kích hoạt cái này lên. Chết rồi, quên mang theo. Quên làm đuốc redstone rồi. Ê mà khoan, anh này định trộm đất của ai? Đất khu này là của tôi. Anh trộm à? Dám đi ăn trộm đất. Một cây đuốc ở đây. Một cây đuốc ở đây. Rồi, bây giờ nó đã sáng lên rồi. Mình sẽ đặt cái xe mỏ chứa rương xuống. Giống như vậy. Đó. Bắt đầu chạy qua chạy lại là ok la rồi. Ok, test thử đi thôi. Giờ thì mình sẽ đào ra ở đây. Để mình đặt một cái hopper. Đây là cái để có nhiệm vụ kiểu như là nhận đồ của mình đó. Rồi. Đặt một cái ngay vô này. Đặt vô. Sau đó lắp lại thôi. Vậy là xong cái chỗ để mình nhận đồ rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên để xây cái chỗ kiểu như là để có thể cắt lên cù tự động. Nó bao gồm là những cái khối theo dõi và những cái khối phân phát này. Mình sẽ đặt cái khối phân phát trước đi. Đó, mình sẽ hướng nó ra bên ngoài giống như vậy nha. Để nó có thể cắt lên cù mỗi khi mà có đất cỏ bị kiểu như cù ăn mất. Đó. Ở phía sau thì mình sẽ đặt một cái cảm biến. Đây, khói theo dõi nè. Mình để cái chấm đỏ cho nó chỉ về sau nha. Đấy, để nó dẫn redstone về phía sau. Rồi, tương tự ở mấy cái chỗ bên này. Và ở bên đây nữa. Thì mình sẽ đặt bằng mấy khối đá này đi cho nó nổi lên tí. Rồi, gắn đá đỏ lên. Bây giờ thì phải đợi cho đất nó lan vô tới trong đây thì nó mới kiểu như ok được. Mới thể hiện được. Mình sẽ thử cho cái gì ta? Mình thử cho mũi tên đi. Nếu mà cái đất này nó có... mà cũng không được, phải có cù mới biết được.
khó vậy ta? Thôi thì cái đó để tí tính. Giờ thì làm cái chỗ để chứa len trước nè. Nãy giờ chưa có đặt cái rương xuống. Đây, đặt ở đây cái rương chà bá lửa luôn. Xuống. Đó, một tí thì có len cụ thì mình chỉ cần mở rương và lấy thôi. Giờ thì mình có thể lắp khu vực này lại rồi. Lắp lại luôn. Trường lỗ đây để cho gì mở rương thôi. Ủa, mà sao đêm nay nhiều enderman vậy? Hợp lý ta. Men enderman này đợi mình xíu, mình đánh một giấc trước. Sáng thức dậy mình sẽ kiểu như là tập thể dục với mấy cái anh enderman này. Rồi, combo ảnh. Không có ngọc ender. Tới anh mình đây. Ây du. À, một ngọc ender. Thơm thiệt luôn. Giờ thì để cho cái máy pha mình dễ test hơn thì chúng ta đi tìm cù. Giờ tìm cù là hợp lý rồi. Mình dắt cù về để cho vô cái máy farm liền. Mà con xương nào ác thiệt chứ, nó bắn mũi tên thẳng vô cái đầu mình luôn kìa. Ôi con xương vô văn quá rồi. Bắn vô đâu không bắn. Ủa, ơi khoan. Ouch. Rồi ở đây có cái bác dân làng này. Ôi ban đêm đi trốn ra ngoài khỏi làng đi chơi nè. Thôi cho bác ở dưới luôn. Ai biểu trốn làng đi chơi chi rồi bị zombie nó cắn. Rồi thành zombie dân làng luôn. Không cứu, cái tội hư hỏng đi chơi là không cứu luôn. Rồi khúc này có cù không? À đây đây, cù đây có hai nhóc luôn. Cũng dây. Oh no, cũng dây mình để ở trong cái rương rồi. Rồi vậy thôi hai nhóc. Let's go. Ơ mà không được. Ơ mà được. Mình có cái thuyền mà ta. Quên nữa. Đây, một nhóc sẽ được lôi về, một nhóc sẽ được đi thuyền về. Đấy. Vậy là có thể dẫn hai nhóc về cùng lúc rồi. Nhiều hơn cũng được nữa, tại vì mình còn tới 3 cọng dây lận mà. Nhưng mà thôi tạm thời mình dắt hai nhóc về trước đi. Bữa nay mình đang bận đó, không là cái con zombie chết đuối, cái con giang hồ sông đó chứ. Nó tới công chuyện với mình rồi. Rồi ok, giờ thì... Úi. Oh man. Cả hai lên thuyền là không được. Ê. Ủa sao kỳ vậy? Ủa? Ở đây. Trời ơi, quýnh nhỏ quá trời quá đất quýnh. Rồi, sẽ dắt nhóc đầu tiên. Để mình xây cái chỗ cho nhóc đầu tiên trước rồi đó. Thấy không? Này, mình sẽ ngăn cách ở chính giữa lại. Đó. Rồi, xong vị trí của nhóc đầu tiên rồi. Vô vị trí nào. Đây, chỗ của nhóc ở đây. Vô trong. Vô trong đi. Đúng rồi. Vô trong, đúng rồi. Quá hay luôn. Rồi xong. Xong một nhóc rồi. Giờ thì mình lấy cọng dây lại. À ok, giờ thì chờ đợi thôi. Để mình coi thử coi. Ừ quên cho cái kéo vô nữa. Chút xíu nữa là fail rồi. Phải có kéo thì cái máy này nó mới hoạt động được. Đây là chỗ mình cho kéo vô nè. Đấy. Giờ thì đợi cho cỏ nó lan vô trong nha. Hồi hộp quá đi. Ố, kia kìa. Ý. Hoạt động ơi. Ồ. Khá là ok. Nhưng mà bây giờ đang thiếu cái xe mỏ chứa rương để có thể. Ủa, xe mỏ chứa hopper để có thể nhặt đồ. Đây mình sẽ đặt cái xe mỏ này xuống. Đó, đồ đã được hút rồi kìa. Xịn. Vậy là chúng ta đã xong cái công đoạn làm cái máy farm len cù tự động rồi. Cực kỳ đơn giản luôn. Giờ mình sẽ cho thí sinh thứ hai vô trong. Làm cái chỗ cho thí sinh thứ hai trước cái đã. Rồi, chạy đi đâu. Giờ cưng chạy đừng rời. Đây, vô đây. Vô trong đây, đúng rồi, xích vô một xíu. Xích vô một xíu nữa. Rồi ok, xuống. Được không? Vào trong. Rồi ok. Vào trong đó nha, không đi lung tung nha. Giờ thì cù chỉ cần ăn cái cục cỏ dưới thôi là tự động sẽ cắt lên liền. Với điều kiện có cái kéo. Đây, mình sẽ để cái kéo vô cái đó. Tí nữa thì quên. Rồi, cho kéo vô. Đợi anh tí nữa coi. Ăn đi. Hình như mới bị nhốt lại trầm cảm hay sao rồi. Không có chịu ăn gì trơn. Nhóc này cũng ăn đi.
lông bị cắt trụi rồi, ăn đi cho mọc lông lại nào. Ok, okay, ăn rồi kìa. Len nó được cắt rồi nè. Ten 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 ten. Vậy là chúng ta đã có được một cái máy farm vô cùng đơn giản. Và để tăng số lượng len cù mình có được hơn thì mình chỉ cần mở rộng cái quy mô của máy farm lên là được ha. Đấy là một cách cực kỳ đơn giản luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xây sẵn mấy cái chỗ cho mấy nhóc cù tiếp theo. Rồi mình đã lắp đặt xong cái hệ thống đường ray mới rồi. Tại vì mình đã nâng cấp thêm được 3 mặt. Mặt phía sau, mặt bên trái và mặt bên phải. Nên bắt buộc là mình phải thêm đường ray. Rồi bây giờ thì mình sẽ khởi động thử cho nó chạy một vòng xem coi nó có trơn tru hay không. Hy vọng là ok la nha. Rồi lên trên xem nè. Nó quay qua đây lại là ok. Ồ, nó đi được một vòng rồi đó. Được phết ấy chứ. Ủa sao mà nó không có hút đồ ở đây nè. Ủa nó có hút đồ như ta. Ủa có nè. Chẳng qua là tốc độ hút của nó không quá là vượt trội thôi. Ở đây nó chưa hút. Không phải nó chưa hút mà là nó không chạy tới đây. Mình canh bị lệch rồi. Để mình sửa lại. Và sau khi fix lại thì bây giờ nó đã đi qua cái chỗ của nhóc cù này rồi. Chỉ tiếc là bây giờ nhóc cù này chưa có len để mình test thôi. À đây, mình sẽ tự dục len xuống đây để mình test thử. Coi coi có hút ok chưa. Đấy, hút hơi bị ngon lành luôn. Đây nữa nè. Ôi giời ơi, 10 điểm. Rồi, vậy là mình đã xong cái hệ thống cắt len cù tự động để sắp tới mỗi khi mình cần len là chỉ cần vô đây và lấy len cù thôi. Còn trong thời gian rảnh thì mình sẽ kiểu như là lên ý tưởng để xem coi mình sẽ trang trí cái gì cho cái khu vực máy farm cù này để cho nó thích hợp một tí. Rồi, còn bây giờ thì lấy len cù. Làm máy farm len cù là phải lấy len cù chứ. Rồi, mình sẽ dùng cái len cù này phục vụ vào cái việc cà khịa cái thanh niên qua đành dễ hơn. Vì khi mà mình di chuyển ở trên cái len cù này nè thì cái âm thanh nó phát ra là khá là bé luôn, gần như là con qua đành nó không phát hiện. Mình sẽ dùng cái trick như vậy. Đấy, được các bạn comment chỉ là mình nên chạy và đặt block như vậy thì có thể chạy trốn qua đành nó dễ dàng và an toàn hơn. Mình thấy cái này cũng khá là hay. Nên là mình mới quyết định xây hẳn một cái chỗ farm len cù để chúng ta có len cù và đi cà khịa qua đành đấy. Giờ thì phải đi test liền mới được. Hôm nay thì mình còn có thêm vật tổ trường sinh nữa mà, nên không có gì phải sợ hết. Chưa tìm được cái chỗ cái biome deep dark, nhưng mà mình đã tìm được kim cương rồi nè. Hợp lý luôn. Khởi động may mắn. Không phải một kim cương mà là một đống kim cương. Đây. Ở đây và ở đây nữa. Thiên đường kim cương à. Nhưng mà cũng rất là nhiều Reaper nữa nha. Một quãng. Đợi một xíu, ta xuống, ta tiếp chiêu người. Vốn kiếp thiệt, mình đang lên đào kim cương thì nó bắn vô mông mình. Đây, trên đây. Lại là một quãng. Ok. Bên đây thì khá hơn nè, bên đây được 2 quãng. 3 quãng luôn. Còn chỗ bên này. Đằng kia nữa cơ. Cái hang kim cương thiệt luôn ấy chứ. Bên đây cũng được 2 quãng. Rồi. Và bên đây nữa. Bên đây là một quãng. Bắn đủ rồi đó. Hồi nãy giờ một mình con này mà nó bắn mình bấy nhầy như con nhím luôn rồi. Chỗ này thì sơ qua là mình thấy có được 2 quặng rồi nè. Thơm. 2 quặng. Đấy, xong. Vậy là chúng ta cũng cà kiếm được một ít rồi. Kìa, cái biome deep dark đằng kia kìa. Ok luôn, nhưng mà mình muốn đi hết cái hang này coi nó còn quặng kim cương nào sót lại không. Nè, có nè. Đây. Thêm được một quặng. Ở đây cũng có biome deep dark nữa. Kiếm chỗ nào trống đây nhỏ mà qua đành có xuất hiện thì mình dễ chạy chứ không gì hết. Rồi. Xuất hiện đi nào qua đành. Nhóc con, xuất hiện đi. Xuất hiện đi bro. Đây là hơi bị chơi lớn đấy, không có sợ đâu. Nhưng mà ở đây nó không có cái khói mà tạo ra qua đành.
Không được rồi, mình phải tìm cái khối tạo ra qua đằng trước. Đằng kia có không? Phải có khối đó thì mình di chuyển tạo ra âm thanh thì khối cảm biến mới truyền tới cái khối đó được. Đó đó đó, đúng rồi. Đâu ơi? À đây kìa kìa kìa. Đấy đấy đấy. Để một hồi mình cho con zombie nó bị qua đành thịt nha. Rồi phát âm thanh tiếp. Hai lần rồi. Đủ ba lần thì cái khối đó sẽ tạo ra một con qua đành. Xuất hiện đi nào Warren. Rồi, xuất hiện rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi yên ở đây để coi qua đành xử cái con zombie này như thế nào đây. Kìa kìa, qua đành kìa. Đó, qua đành đang đánh hơi. Tới số người rồi zombie ơi, ngươi di chuyển đi. Nó tới nè ăn thịt người đó. Coi, qua đành có phát hiện không nha. Kìa, nó kìa. Có vẻ nó không phát hiện ra. Kìa, nó phát hiện rồi, nhưng mà nó đang bị nước cuốn vô. Ui, nó tung trưởng chết zombie rồi. Trời đất ơi. Ouch. Ê, con xương bắn mình. Mình nghĩ con xương nó cũng sắp bị qua đành xử lý rồi. Rồi, nó xử chứ. Kìa, nó đang chạy lên nó xử con xương kìa. Rồi, banh xác con xương rồi. Rồi tới con dơi, mình nghĩ là sắp tiếp theo là tới con dơi. Đó. Ghê được chứ. Ừ, trong lúc nó phân tâm mình sẽ đánh con cái. Right. Ô, mình cẩn chiến được qua đành rồi. À, thì ra mày chọn cái chết. Nhưng mà cái giá của việc dám cẩn chiến qua đành là hơi căng á. Oh my god. Nhưng mà ít ra mình cũng dám đánh qua đành một cái. Dân mà lấy thứ thiệt, nó phát hiện âm thanh mình nè. Ui, tội xong rồi zombie ơi, ngươi tàn đời rồi. Ủa, ở đây có kim cương. Đam mê là không từ bỏ. Ây da. Chắc con qua đành không phát hiện đâu nhờ. Mình đang ở xa mà. Ui, có thấy không vậy? Ừ, chắc không thấy đâu, mình sẽ bắn nó. Hí. Không thấy thì mình sẽ bắn nó. Bắn nó. Ui, con qua đành ngu ngốc. Bắn gì mà không biết. Ui, nhưng mà mình kiểu mình không dám đứng lâu để đánh nó. Mình sợ nó đánh mình một cái đi luôn á. Có rất là nhiều bạn kiểu như là giới thiệu con này với mình là nó có sức mạnh kinh khủng, có thể đánh một hit một chết. Chết khi mà mình không mặc giáp được cường hóa xịn. Nên mình cũng khá là ráng luôn. Ui, nó tới rồi. Thôi mình chạy trước, mình bỏ mấy con zombie lại đi. Mặc dù mang tiếng là đi cà khịa qua đành, nhưng mà mình thật sự rất là ráng luôn. Vì nhỡ như nó đập zombie kìa. Vì nhỡ đâu mà mình mất cái vật tổ trường sinh này mà mình chạy không kịp là toàn đời luôn đấy. Ê, ẩu rồi đó, ẩu đủ qua đành. Mình chạy thôi trước khi quá muộn. Mình thấy không ổn rồi, cái hang này bắt đầu không ổn rồi. Màn cà khịa kết thúc, đủ rồi. Nhưng mà có vẻ cái khối len này rất là có hữu ích khi mà mình đi cà khịa qua đành nha. Nên sắp tới chắc mình sẽ dùng nó nhiều hơn á. Ở trong cái bản cập nhật mới này thì cái con qua đành đó quả thật là một con quái vật có thể nói rất là khủng khiếp nha. Mặc dù bây giờ mình cũng khá là tự tin đấy, nhưng mà khi mình gặp nó xong thì mình bắt đầu giảm sự tự tin và bắt đầu hơi ráng rồi. Chứ hồi nãy mà mình đánh nó xong một cái thì mình rất là run luôn á. Hên là mình chạy kịp. Chứ không thôi là số phận của mình chắc giống mấy con zombie bị cái con qua đành đó bẻ cổ quá. Và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã hoàn thành xong được một cái dự án mới. Đó chính là khu vực kiểu farmland cù tự động. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng kiếm một cái ý tưởng nào đó để chúng ta có thể trang trí khu vực đó thật là đẹp. Ngoài ra thì như mình đã nói hồi nãy, chúng ta sẽ tìm cách khác để cà khịa qua đành nó an toàn hơn, nhưng mà vẫn đảm bảo tính mạng của mình. Đó là những kế hoạch trong thời gian sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.